Chào các bạn nhỏ. Rất vui khi ta có những người bạn tốt nhất, mặc dù thỉnh thoảng họ có thể hơi khó chịu. Thật tuyệt có một người bạn tốt, thế nào là tốt hay xấu? Thật tuyệt ta có người bạn tốt, bên ta vui vẻ hoặc buồn. Thật tuyệt có một người bạn tốt, thế nào là tốt hay xấu? Thật tuyệt ta có người bạn tốt, bên ta vui vẻ hoặc buồn. Có thể lấy món ăn từ hộp cơm bạn, mừng tất cả trò chơi từ Xbox bạn. Hỡi bạn của tôi, bạn thân của tôi, khiến bạn gặp rắc rối với giáo viên bạn. Tư vấn không mong muốn như người giảng đạo. Hỡi bạn của tôi, bạn thân của tôi. Thật tuyệt có một người bạn tốt, thế nào là tốt hay xấu? Thật tuyệt ta có người bạn tốt, bên ta vui vẻ hoặc buồn. Thật tuyệt có một người bạn tốt, thế nào là tốt hay xấu? Thật tuyệt ta có người bạn tốt, bên ta vui vẻ hoặc buồn. Là kẻ thua cuộc trong trò chơi này, anh ta phá vỡ xe đổ lỗi bạn. Hỡi bạn của tôi, bạn thân của tôi, khi đang ăn pizza bánh tỏ anh dành cho rất ít cà chua soda format. Hỡi bạn của tôi, bạn thân của tôi. Thật tuyệt có một người bạn tốt, thế nào là tốt hay xấu? Thật tuyệt ta có người bạn tốt, bên ta vui vẻ hoặc buồn. Thật tuyệt có một người bạn tốt, thế nào là tốt hay xấu? Thật tuyệt ta có người bạn tốt, bên ta vui vẻ hoặc buồn. Chào các em có biết những gì đã xảy ra với Humpty Dumpty không? Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty thật đáng thương, tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm khỏe lại. Nhảy lên để đi một chuyến vòng quanh thế giới nào. Thế giới rộng lớn với nhiều điều thật kỳ diệu, và chúng tôi sẽ đi du lịch ở trên biển xanh. Niềm vui đến với chúng ta nào, bạn hãy nói lần nữa.
tay đi khắp thế gian vai xe lừa bò. Thổ dân của châu Phi đến bãi biển của Tây Ban Nha. Ở vùng nhiệt đới nơi những hòn đảo có rất nhiều mưa. Niềm vui đến với chúng ta nào, bạn hãy nói lần nữa. Hãy đi khắp thế gian với xe lừa bò. À hi hi, chúng tôi đang đi du lịch khắp nơi những ngọn núi tuyết ở Himalaya. Tàu bánh Tamaha và lưu lại những dấu chân. Và đưa vào tháp nghiêng một chút thôi Các bức tường của Trung Hoa làm ta đi vui vẻ. Xem bức tường của nữ thần tự do ở bên ngoài. Kiểm tự tháp Ai Cập nơi băng giá Ukraine. Ở Pháp có vườn nho nơi sản xuất champagne. Niềm vui đến với chúng ta nào, bạn hãy nói lần nữa. Hãy đi khắp thế gian với xe lừa bọc. Nhìn vào những con cá đầy màu sắc ở rạn san hô Rayparia. Về cùng với những chú chuột tôi xuống và lên. Chìm cánh cút đi lách bệnh và gầu kia nhăn nhò. Lèo lên trên đỉnh cao của tòa nhà ở Dubai. Ta xem Machu Picchu từ trên cao rất cao. Từ Galapagos đến thao nguyên Mông Cổ. Các lâu đài của Jumani với truyền thuyết từ lâu. Niềm vui đến với chúng ta nào, bạn hãy nói lần nữa. Hãy đi khắp thế gian với xe lừa bọc. Bạn có thích chuyến đi khắp thế giới không? Hãy trở về sớm để có một chuyến đi khác. Xin chào các bạn nhỏ. Bạn đã gặp gia đình của xe lửa bóp bao giờ chưa nào? Hãy xem ngón tay đầu tiên của bạn, đó là xe lửa bố. Ngón tay cha, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Đây là ngón tay thứ hai, đó là xe lửa mẹ. Ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay thứ ba là xe lửa anh. Ngón tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay thứ tư là xe lửa chị. Ngón tay chi, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Và ngón tay cuối cùng là xe lửa em. Ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Các bé cảm thấy không vui à? Hãy kiểm tra cái ngón tay thêm một lần nữa nhé. Ngón tay cha, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Đây là ngón tay thứ hai, đó là xe lửa mẹ. Ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay thứ ba là xe lửa anh. Ngón tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay thứ tư là xe lửa chị. Ngón tay chi, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Và ngón tay cuối cùng là xe lửa em. Ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Thật là tuyệt vời! Hẹn gặp lại các bạn lần sau! Bạn đang cảm thấy cô đơn? Khi đó bạn cần bài hát về tình bạn. Một ngày cảm thấy buồn chán khi tôi ở một mình. Rồi tôi nhận ra dường như nỗi buồn đang lớn dần. Tôi muốn đi về.
cảm thấy buồn chán khi tôi ở nhà. Bạn bè tôi ơi, bạn bè tôi ơi, những người bạn yêu thích của tôi ơi, tôi muốn luôn được ở bên bạn, những người bạn tôi yêu. Đôi khi tôi thấy buồn chán với công việc ở trường, tôi còn trẻ chưa để có quên được ra khỏi cửa. Tôi muốn đi với những bạn mà tôi yêu, bắt đầu cảm thấy buồn chán khi tôi ở nhà. Chia sẻ hạnh phúc của mình với ai đó. Tôi muốn đi với những bạn mà tôi yêu, bắt đầu cảm thấy buồn chán khi tôi ở nhà. Bạn có biết những người bạn mà xe lửa bóp yêu thích là ai? Tất cả các bạn đó, hãy sớm gặp lại các bạn. Chào các em, hãy để tôi hát cho các em nghe về bài hát cây cầu London nhé. London Bridge đang đổ xuống đó, đổ xuống đó, đổ xuống đó. London Bridge đang đổ xuống đó, một cô gái đẹp. Xây nó lên bằng gỗ và đất, gỗ và đất, gỗ và đất. Xây nó lên bằng gỗ và đất, một cô gái đẹp. Gỗ và đất sẽ rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ. Gỗ và đất sẽ rửa sạch sẽ, một cô gái đẹp. Xây nó lên bằng gạch và vữa, gạch và vữa, gạch và vữa. Xây nó lên bằng gạch và vữa, một cô gái đẹp. Gạch và vữa sẽ không chịu được đâu, không được đâu, không được đâu. Gạch và vữa sẽ không chịu được đâu, một cô gái đẹp. Xây nó lên với sắt và thép, sắt và thép, sắt và thép. Xây nó lên với sắt và thép, một cô gái đẹp. Sắt thép không bị uổng công, bị uổng công, bị uổng công. Sắt thép không bị uổng công, một cô gái đẹp. Xây nó lên bằng bạc và vàng, bạc và vàng, bạc và vàng. Xây nó lên bằng bạc và vàng, một cô gái đẹp. London Bridge đang đổ xuống đó, đổ xuống đó, đổ xuống đó. London Bridge đang đổ xuống đó, một cô gái đẹp. Các bạn nhỏ, các bạn có muốn có một màu xe đẹp không? Nào! Sắc vàng mình yêu ánh nắng. Sắc vàng mình yêu ánh nắng.
Tim ơi tim ơi mình yêu nhỏ tim. Tim ơi mình yêu nhỏ tim. Sắc xanh mình yêu trời xanh. Sắc xanh mình yêu trời xanh. Trăng ơi mình thích mây bay. Trăng ơi mình thích mây bay. Đến với những toa tàu cùng những sắc màu và sẽ thấy những màu sắc tươi. Đến với những toa tàu cùng màu rực rỡ với những chiếc xe tươi màu. Xanh tươi nhìn cây xanh đó. Xanh tươi nhìn cây xanh đó. Đỏ tươi nhìn xem hoa đỏ. Đỏ tươi nhìn xem hoa đỏ. Sắc cam nhìn xem nhà đó. Sắc cam nhìn xem nhà đó. Sắc hồng nhìn cửa kia đi. Sắc hồng nhìn cửa kia đi. Đến với những toa tàu cùng những sắc màu và sẽ thấy những điều sáng tươi. Đến với những toa tàu cùng màu rực rỡ với những chiếc xe tươi màu. Hy vọng các bạn thích các màu trên xe của Bob. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Này các bé, chúng ta hãy xem những điều thú vị từ Johnny. Johnny, vâng papa. Ăn đường phải không? Không papa. Nói lào phải không? Không papa. Mời mình ra màu, ha ha ha. Johnny, vâng papa. Ăn đường phải không? Không papa. Nói lào phải không? Không papa. Mời mình ra màu, ha ha ha. Johnny, vâng papa. Ăn đường phải không? Không papa. Nói lào phải không? Không papa. Mời mình ra màu, ha ha ha. Johnny có phải là một cậu bé nghịch ngợm không nhỉ?